Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vaccine dùng mRNA nhé. Qua nhiều thế kỷ, vaccine đã được sử dụng để chiến đấu chống lại những chủng virus chết người. Trong khi một số vaccine được tạo ra từ những phiên bản suy yếu của virus mà vaccine dùng để bảo vệ cơ thể khỏi chính loại virus đó, thì vaccine COVID-19 dùng mRNA không chứa bất cứ một bản sao nào của loài virus này. Thay vào đó, những vaccine này được tạo ra bởi messenger RNA hay còn gọi là mRNA, là một vật liệu di truyền, dùng để truyền thông tin di truyền đến từng tế bào. Có nhiều lý do cho chúng ta nên sử dụng vaccine mRNA. Thứ nhất, vaccine dùng mRNA không chứa bản sao của virus, do đó nó không thể làm cơ thể lây nhiễm COVID-19. Thứ hai, mRNA trong vaccine sẽ không xâm nhập vào nhân tế bào, nơi mà DNA được lưu trữ. Vì vậy, chúng không thể tương tác hoặc làm thay đổi cấu trúc DNA. Ngoài ra, độ hữu dụng của mRNA COVID-19 vaccine đã được chứng minh là vô cùng hiệu quả trong việc bảo vệ cơ thể khỏi virus. Và đây là cách mà mRNA trong vaccine hoạt động. Thay vì cho hệ miễn dịch của cơ thể nhận biết chính virus COVID-19, thì mRNA trong vaccine sẽ mang những thông tin về gai protein vô hại bao bọc loài virus và dạy cho hệ miễn dịch cách nhận biết những cái gai virus này. Trong trường hợp nhiễm bệnh thông thường, những con virus sẽ sử dụng gai để thâm nhập vào tế bào, nơi mà chúng có thể nhân lên và lan ra khắp cơ thể. Khi được tiêm vaccine này, các tế bào sẽ sử dụng mRNA để tạo ra những cái gai vô hại của virus COVID-19, thay vì tạo ra toàn bộ con virus, và sau đó, hệ miễn dịch sẽ học cách nhận dạng và tấn công những cái gai này. Các kháng thể sẽ gắn vào gai để ngăn chúng thâm nhập vào các tế bào, đánh dấu các gai để bị tiêu hủy. Hệ miễn dịch của cơ thể sẽ ghi nhớ những cái gai này và tấn công chúng nếu cơ thể chúng ta bị lây nhiễm COVID-19. Cuối cùng, mRNA được gắn vào tế bào sẽ tự hủy sau một thời gian ngắn, để lại cho chúng ta một hệ miễn dịch thông minh và đã được chuẩn bị. Sau khi được tiêm vaccine, một số người sẽ trải qua những phản ứng như đau tay, đau đầu, mệt mỏi, sốt nhẹ trong một giai đoạn ngắn. Nhưng điều này chỉ là một phản ứng tự nhiên của cơ thể, cho thấy hệ miễn dịch đang hoạt động. Vậy thì độ hiệu quả của mRNA vaccine như thế nào? Theo thử nghiệm lâm sàng với hơn 70.000 bệnh nhân trên toàn thế giới, vaccine mRNA COVID-19 có độ hiệu quả hơn 94% trong việc ngăn chặn lây nhiễm bệnh. Kể từ khi chấp thuận bởi FDA, hàng triệu người đã được tiêm vaccine này và những tính toán đang được thực hiện cho thấy không có vấn đề đáng lo ngại về sự an toàn. Tiêm ngừa vaccine là cách an toàn nhất, đáng tin cậy nhất trong việc ngăn ngừa lây nhiễm COVID-19, kể cả với những người đã bị nhiễm bệnh. Tuy vaccine giúp bạn tránh khỏi việc nhiễm bệnh, nhưng có khả năng bạn sẽ lây virus cho người khác. Vì vậy, điều quan trọng nhất là vẫn phải đảm bảo những biện pháp an toàn trong phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, rửa tay, giãn cách xã hội. Nếu như bạn có những thắc mắc liên quan đến COVID-19, hãy tìm những nguồn uy tín để biết thêm thông tin chi tiết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Subscribe để xem những video bổ ích nhé!